Bây giờ Linh có một câu hỏi rất thú vị đây của bạn Nguyễn Thị Ngọc Liễu. Vào những dịp đặc biệt như tiệc tùng, xem rock show, pool party, tiệc ngoài trời vân vân, vì mình muốn luôn nổi bật với kiểu tóc cá tính nên thường xuyên diện những kiểu tóc oái oăm như đánh rối, uốn xù bính là sao nhỉ? Đánh phồng, bấm, búi cao thật chặt thì làm tóc tổn hại rất nhiều. Sau mỗi lần như thế tóc mình đứt gãy không ít. Mình rất sót nên mình rất tha thiết được chương trình hướng dẫn giúp mình cách vẫn diện tóc độc cá tính nhưng vẫn giữ được tóc khỏe không chút tổn hại. Rất cảm ơn chương trình. Với kiểu tóc của bạn thì Phương Linh nghĩ là cái quan trọng nhất là mình phải dưỡng tóc hàng ngày. Rồi đến khi mà mình thực hiện cái kiểu tóc của mình như là đánh rối hay là uốn hay là duỗi gì chẳng hạn, thì mình nên sử dụng những cái chất dưỡng để tóc mình vừa có thể giữ được nếp mà có thể bảo vệ được cái tóc của mình nữa. Và một điều quan trọng hơn hết là sau những buổi tiệc tùng như vậy thì mình đừng quá lười biếng mà phải dành ra một chút thời gian để như là làm sạch cho mái tóc của mình. Thì như bạn bạn rất thích làm cái kiểu như là uốn xù rồi đánh rối chẳng hạn, thì Phương Linh nghĩ là cái lúc mà bạn gội đầu á thì trước hết là bạn nên sử dụng một ít dầu xả để làm cho cái tóc của mình nó tơi, nó rời ra với nhau, làm cho những cái rối nó bung ra, rồi mình hẳn gội đầu như bình thường. Chứ mình khoan để những cái tóc của mình qua đêm như thế là nó rất là hư tổn và nó bị khô rất là nhanh luôn á. Tại vì khi mà bạn làm kiểu như vậy là bạn chắc chắn cũng phải xịt rất nhiều thứ lại, đúng không? Rồi. Thì nó cũng giống như da của chúng ta, nếu mà chúng ta đi ngủ vẫn để nguyên make up thì rất dễ bị nổi mụn, đúng không? Rồi. Ok.